Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình e-gớp claim 1.000 token money game các bạn. Có ký hiệu là MNRI nè các bạn. Thì chương trình e-gớp này dành cho 10.000 ví claim các bạn. Sẽ limit các bạn. Lộ trình của nó nè. Đây là một dự án game. Thì để claim được thì các bạn cần copy phần link mô tả dưới video của mình. Các bạn dán vào trình duyệt MetaMask các bạn. Thì trên chiếc chocolate thì mình hình như là claim không được các bạn, mình connect dí không được các bạn. Rồi các bạn vào nè, sau khi vào thì các bạn lướt xuống nữa các bạn. Rồi một claim nào ta mới gặp nữa. Rồi các bạn bấm vào một claim nào người ta các bạn. Rồi các bạn connect dí chọn mạng BNB Smart với mình nha các bạn. Thì các bạn lưu ý nè, khi nào là đủ của một 372 này đúng 10.000 người thì các bạn không nên claim các bạn. Vì ai gấp nó lại end các bạn. Rồi các bạn bấm vào một claim nào nè các bạn. Rồi mình sẽ tốn phí ra là 0.002 BNB các bạn. Các bạn nhớ connect với chọn mạng BNB Smart Chain các bạn. 0.002 cái khoảng gần 1 đô các bạn. 0.9 gần 1 đô. Rồi các bạn bấm xác nhận luôn các bạn. Sau đó bạn bắt up lên trong web thì bạn gì là hiện một màu xanh thì đang claim thành công các bạn. Rồi để mình qua mình check con chắc con nó về chưa các bạn. Ok các bạn dán con chắc mình vào trang BC scan thì nó ra là bạn mình hiện tại mình đã về nè các bạn. Để mình coi nhấp vào đây. Tổng cung của con này cũng hơi thấp các bạn, không cao quá. Rồi các bạn copy con chắc của nó nè. Rồi các bạn mở địa chỉ chocolate của tất cả bạn ra nè các bạn. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi hiện tại nó chưa có. Rồi các bạn dán con chắc nó vào đây nè. Tên ký hiệu số tập phân nè. Hiện tại dự án này mới ra mắt. Rồi các bạn copy tên của nó các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nè. Ký hiệu MNR số tờ phong 18. Mỗi địa chỉ để claim được một lần nha các bạn. Ký hiệu nữa. Số tờ phong 18. Rồi các bạn bấm làm xong nha các bạn. Rồi các bạn sẽ nhận được 1.000 tập cần MNR nè các bạn. Thì thông tin sau này nó sẽ đích sang thì mình sẽ làm cái video cập nhật tiếp cho các bạn nha các bạn. Vì hiện tại dự án này nó có roadmap đàng hoàng, tờ Twitter này nọ đâu rồi. Các bạn nhấp vào một tờ Twitter nè các bạn. Các bạn theo dõi Twitter của nó các bạn. Rồi thì sau này token này sẽ listen, mình sẽ làm cái video thông báo cho các bạn nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nha.